Rồi, em xin chào tất cả anh em mình nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Văn Châu em sẽ giới thiệu các anh em một sản phẩm xe đầu Mitsubishi ME30 bơm bê tông tay lái cặp nách nha anh em. Đây, để em review từng chi tiết cho anh em xem nha. Đây, trước mắt thì em review cái gào đi. Em mượn thứ lên đấy. Gào bề ngang của nó là 40 nha anh em. Đây, gọi anh lại kia đi. Càng ngày siêu dài luôn nha anh em. Đó. Từ đằng đây là 4m. Đó, siêu dài luôn chưa? Còn lam thì trên. Đó, lam thì bề ngang 50 nha anh em, cho 50. Để em cho anh em coi dàn chân của nó nè, khỏi cái chê cái nào được hết á. Đây anh em thấy không, ống á còn 7 màu hết trơn, anh em thấy không, ít xài lắm anh em. Dàn chân nè, ốc nè, 7 màu nè, khỏi chê vào đâu được hết á, anh em thấy không, nó bảnh là họ ít xài lắm nha anh em. Đó, nhìn là đã con mắt luôn rồi. Đó, ốc S này, bên trong này 7 màu. Đó. Xe còn mới tinh nha anh em. Lái cầm nắp. Đây, để em review động cơ cho anh em xem nha. Xe này nó chạy con máy đây. Còn anh em thấy máy chưa? Còn mới lắm nha anh em. Đó. Động cơ máy này là K4E nha anh em. Đây, dàn hơi thì khỏi phải chê rồi. Em bao hơi cho anh em. Đó. Quá là đẹp luôn. Đó. Rồi để em cho thợ nổ máy hoạt động thao tác cho anh em xem nha.
Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em thấy hay thì cho em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để em có động lực để ra video mới cho anh em xem nha. Em xin chúc chúc em xin chúc các anh em một buổi chiều mát mẻ và vui vẻ. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.